chào anh em, quay trở lại với Hacom. Hôm nay bây giờ đang là buổi chiều ngày thứ bảy, ngày mùng 29 tháng 10. Hiện tại mình đang có ở đây đó chính là sân vận động quân ngựa không? Horsepen đấy. Sân vận động này thì đang hiện tại đang có đó chính là chương trình Acer Predator Day. Thì thực ra thì chưa phải hôm nay đâu, mà là ngày mai cơ. Hôm nay chúng mình đây này, anh em thấy không? Buồng Hacom này, chúng mình đang bê hết đồ ra đây để chuẩn bị. Và hãy cùng xem chúng mình sẽ có những gì đặc biệt đấy nhá. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it full. That one's just me, Tom Swift. Slow 6 right for turn square left. 30. Right left. Forwards depressed. Em ơi, bây giờ đã là 12 giờ kém vài phút rồi. Đấy thì hiện tại thì Acer đang mời các gọi là các vị khách, những người tham gia để họ ra ngoài và họ có thể gọi là tận hưởng cái bữa trưa của họ này, vân 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 vân, rất là nhiều thứ. Đấy và họ đang cũng là dành thời gian để chuẩn bị cho cái layout buổi chiều. Đấy. Thế may quá bây giờ cũng đợi bớt bớt rồi đi. Mình mới thể quay được anh em và nhìn cái footage mình phục vụ anh em kinh khủng khiếp trong này luôn. Bây giờ thì cùng mình vào xem là cái layout của chúng mình có gì nhá. Rồi đây. Thì đầu tiên đây là khu vực quà phân tặng. Thì quà phân tặng và hai bạn PG, hai bạn nữ với mình. Đấy, hôm nay là anh em đi là ngắm nghía các thứ kiểu luôn. Còn nhiều người thích đồ ở đây thôi. Ở đây thì trước đây là có bát chuột này, bát chuột kia này. Xong rồi sẽ còn có cả phần quà cho buổi chiều là tai nghe của Acer đồng thời với cả ba lô của Acer nữa. Hình như đây còn có cả value du lịch của Acer nữa anh em ạ. Quá là cháy luôn. Đấy, và khu vực đây sẽ là cái khu vực để anh em quét QR code các thứ kiểu lưu thông tin này, và đây cũng là chỗ để nhận quà khi mà anh em đang chơi các tựa game trong này. Ok, đây là góc PC gaming đầu tiên. Đây là chiếc máy tính có 22 triệu thôi, nhưng mà cộng thêm chiếc 3060 vào thì cũng khá tiền đấy. Đây là bộ đi nước mà anh Đạt với cả anh Tuấn Anh từng livestream ý, anh em nhìn thấy không? Mà sâu ở chỗ đường Thái Hà. Và nhưng không chỉ thế, đây là bộ máy đua xe nhá, đua cực kỳ là cháy luôn. Và sẽ có này, một chiếc màn hình Acer Predator siêu rộng siêu dài 34 inch 21:9, kèm với cả một combo Logitech, vô lăng của Logitech này. Đây là phiên bản G29 nhá. Và hai cái món này thì là do anh Đạt cống hiến, một chiếc phanh tay cộng với cả một cái cần số của ai nhỉ? Của Thrustmaster. Đấy, dưới chân đây thì là cũng là cái bàn đạp của Logitech thôi. Nói chung là muốn chơi nhá, Hacom đầy đủ luôn, không thiếu thứ gì cả. Anh em có thể mua combo của Logitech. Ôi dồi, đánh lái ghê kinh khủng khiếp. Đấy, mua combo của Logitech này, mua cả cái này của Logitech này. Và sắp tới có khả năng là nhập cả cái Logitech Pro Drive nữa. Sợ luôn. Còn góc bên này đây chúng ta sẽ có đây. À đây, thì đây là của mình. Ở góc của mình thì mình đang có đây là chiếc Oculus Quest 2. Ui dồi ôi, anh em nhá, sáng nay mình phục vụ liên tục tục luôn. Nào thì chơi chém hoa quả này, chém nhạc này, chơi cả super hot này, và cả đôi chém vào nhau. Ôi ôi, anh em nhá, anh em cứ đeo này, xong rồi cứ cầm này lên, cứ đấm nhau, cứ liên tục tục này. Đấy, đây là bộ máy tính đây thì nó cũng là kiểu để cho anh em có thể nhìn là mọi người đang chơi cái gì, chơi cái này cái kia. Còn bên này đây, các gọi là nhân viên Hacom đang giải trí. Nhưng mà lúc nãy thì nhìn cách luôn. Vào đây nhá, để chơi đua xe này, chơi đá bóng này, chơi Mortal Kombat này, vân vân, rất nhiều thứ. Tại vì đây là PS và 5 và một chiếc loa Fender rất là xịn sò. Đấy, nói chung là cái khu vực này là một khu vực của Hacom rất to, rất rộng, rất khổng lồ. Đấy, nhưng mà vừa nãy thì Acer họ vừa đưa mình cái gì nhỉ? Đây, từ đồ rồi. À đây, họ vừa đưa mình cái này anh em ạ. Bây giờ cùng mình qua bên kia trải nghiệm xem sao nhá. Ok, thì trong này đây là khu vực của gọi là quảng cáo của Acer Predator ở đây. Thì nếu mà anh em là một người tham gia, một người gì ấy, thì anh em sẽ đi vào từ trong này và vào trong cái khu vực này. Rất là hay nhá. Bên đây thì sẽ có hai cái màn LED của Acer và họ sẽ kiểu quảng cáo về các cái chương trình của họ này. 3S1, 3S1, các thứ kiểu này. Và đây sẽ là con đường Acer, có thể mình gọi là như thế, mình cứ biết Acer gọi là gì. Nhưng đây có thể gọi là con đường Acer đây. Đấy, loa đài đầy đủ này, đèn phím, màn phím, các thứ kiểu này, màn hình LED kiểu.
Predator. Ghê quá. Rồi, đây các bạn đang đi về đây. Ui, đây. Ui, những internet này thích ấy. Sờ mê ấy. Đấy. Nói chung đây là đều là những cái quảng cáo của Acer hết thôi. Họ cũng đang nói về những cái sản phẩm họ này, những cái laptop này, Predator, các thứ kiểu này. Nói chung là đồ của Acer thì anh em biết rồi đấy. Bảo hành của bảo hộ họ cũng rất là ok. Và sản phẩm của họ thì có những cái branding rất là xịn sò. Đấy. Và cuối cùng thì là anh em có thể bước lên, đó chính là gọi là bậc thang Acer đây. Đấy, anh em sẽ bước lên phát và anh em sẽ nhìn thấy, đó chính là cái logo Predator rất to, rất xịn, rất sò trên này. Đấy. Thì mà, thế cuối cùng cái này để làm gì? À đây, ở đây có cái là khu vực kiểu trả lời ấy. Đây đây này, 7 giây để trả lời cái câu hỏi này để anh em có thể kiểu là hay như kiểu là hay chọn ra đúng ấy, kiểu thế. Ôi, cân nặng của Switch 3 là mình đoán là 1,19 cân. Chính xác. Ok chưa? Xong chúng ta sẽ còn có đây là, nói chung đây là khu vực của cho Acer Switch. Tại vì đây này, anh em nhìn thấy không? Đây đều là các laptop Acer Switch đúng không? Và trên này thì mình sẽ có một cái quạt đúng không? Mình đụng tay vào đây là mình mất tay luôn. Nhưng mà sẽ có này. Nó sẽ là chạy đèn LED này, Acer Switch này nhìn trông rất là hay, rất là xịn sò. Đấy. Nói chung đây là khu vực của Acer Switch rồi. Cái này không là chúng ta không nói làm gì. Vì chúng ta quan tâm là Predator mà đấy. Anh ơi cho em hỏi cái. Cuối cùng cái thẻ này để làm gì? À tích điểm đổi quà. À ôi tích điểm kiểu gì? Cứ quẹt. À xong rồi cứ quẹt quẹt là anh cứ NFC à? À. Hóa ra đây là cái thẻ tích điểm đổi quà anh em ạ. Là phải từ sáng đi từ sáng rồi. Còn mình thì mình vụ nãy giờ nhiều quá. Còn đây khu vực là khu vực Predator anh em nhá. Đây. Đây là máy Predator đúng không? Hay là vẫn là Swift đây? Ờ, vẫn là Swift rồi. À, Aspire Gaming đúng không? Đây là máy, nếu mà anh em biết thì đây là máy của chị Phương đây. Aspire Gaming 7 đây. Đấy. Sao? À, Rooted à? Được không? Anh ơi, sang Rooted con trai cần anh ạ. Ui, được á? Một con chỉ số thôi kìa. Anh em này cứ đang lừa mình thôi. Đây, nói chung là... Bóc dần chỉ số à? Ôi nhưng mà đây, bên này đây là khu vực của cho Aspire. Aspire 7 bụng các kiểu gaming gamer. Thì đây là những cái option nó giá rẻ hơn một chút của Acer để dành cho anh em nào có thể chơi game mà cũng có thể gọi là có một chiếc laptop đánh giá là tương đối nhẹ. Đấy, nó không nặng quá. Bây giờ cùng thử vòng qua bên kia xem có gì nhá. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây, đây anh em ơi. Đây, đây mới là cái gọi là điểm sáng highlight của cái cuộc gọi là vui chơi này. Bởi vì đây mới là cái khu vực cho Predator. Anh em nhìn nhá, Predator Helios này đều có quạt này. Đấy, các khu vực này thì là những chiếc laptop top 1 của Acer. Ví dụ như đây là chiếc Predator gì đây? Helios này. Helios ở đây ghi rõ đây, Helios này. Chỗ này cũng là Helios này. Những cái thiết kế nhá, nó cũng rất là đẹp này. Anh em nhìn thấy dày nặng như này không? Thế nên là họ cũng gọi là tô điểm thêm một chút cho anh em có thêm những cái giải LED ở dưới này, những cái chung quanh touchpad là cũng là LED này và bàn phím thì cũng là LED luôn. Đấy. Nhưng cái laptop này ấy, thì anh em đấy như vừa nãy bạn Acer bảo ấy, là một con laptop 9 số. Đáng sợ không? Và những con những cái sản phẩm lên tới là 100 triệu đấy. Ví dụ như con này đây thì mình có thể đoán nhẹ nhìn cái màn hình là mình nhìn trông giống màn hình OLED lắm. Thực sự luôn đấy. Mình nhìn dạo này Ultimate này các thứ các kiểu này. Nhìn trông giống OLED thế. Đây xem có phải mẫu OLED không? Nhưng mà nói chung là mình đoán nhẹ là nó sẽ có rất là nhiều những thứ hay ho ở trong khu vực này. Đấy, nếu mà anh em muốn trải nghiệm những cái máy kiểu của Acer ấy thì anh em bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Bởi vì lúc mà lên cái video này ấy, thì chương trình mất rồi. Còn nếu mà anh em muốn kiểu xem thêm về máy, anh em có thể qua Hacom để nhìn xem là ok. Hacom có gì hay, có những cái máy Acer nào đang trưng bày. Bởi vì chúng mình trưng bày hết ở trên gọi là showroom nha anh em. Chẳng hạn như là Thái Hà trên tầng 2 hết. Đấy, về đây anh em sẽ nhìn thấy nhiều những chiếc laptop hơn này. Cũng vẫn là Predator Helios này. Còn khu vực này thì là Chí Tôn này. À đây. Đây là chiếc laptop Chí Tôn này. Và xong sẽ còn có cả núm xoay này. Gì? Anh ơi, cho em hỏi cái núm xoay này là cái gì? Đây là cái đồng hồ bấm giờ để chơi mini game. À, chơi mini game. Mình cứ đang tưởng là cái đồng hồ xoay để kiểu như là anh em làm đồ họa hay gì đấy. Hơi xịn nha. Có vẻ như đây chỉ là gaming thôi. Như kiểu survey vậy đây, gaming thôi đấy. Đây là Chí Tôn này. Chí Tôn thì sẽ có thiết kế nhìn trông nó hơi gọi là nhẹ nhàng nhưng sành điệu hơn một chút. Mình nhìn trông mình thích cái thiết kế của Chí Tôn hơn. Còn Helios thì nó gọi là đẳng cấp quá rồi. Còn mình thích kiểu sự nhẹ nhàng mà gọi là kết hợp hài hòa giữa những con như này. Đấy, đây là cũng là Chí Tôn này, đây Chí Tôn này. Ở đây thì sẽ có một con màn hình gaming của Predator này. Có một giải LED RGB ở đây. Chiếu vào tường anh em thì nói chung là quá đẹp luôn. Và bên đằng đây là cây đồng bộ của mình anh nhỉ? Anh ơi, đây là cây đồng bộ của mình đúng không? Cây đồng bộ này có bán cây lẻ không? À, bán theo cây chứ không phải là bán vỏ cây đúng không? Ờ đấy.
Nói chung là nếu mà anh em muốn mua PC của Acer ấy thì anh em bắt buộc là phải mua nguyên một cây đồng bộ rồi. Bởi vì nó là của Acer rồi và nó sẽ là cây của Predator đây. Nhìn trông rất là đẹp đây. Xoay đằng trước đấy nhỉ. Đấy, mình xin phép được xoay này đấy. Anh em nhá, nhìn thiết kế. Quách chưa? Đấy, như này cơ mà. Đấy, và nhá, thiết kế này tuy là nó chỉ là cửa kính nhá, nhưng mà hai bên này nó vẫn có đầy đủ các lỗ ven, lỗ khí để có thể hút gió vào. Nhưng mình thấy là có một quả thì là hơi ít. Mình nhận thấy một quả là hơi ít. Nhưng mình không biết cấu hình trong này như nào. Nếu mà là chỉ là 1660 à không, 3070 đấy. Một quả là hơi ít nhá. Hơi ít Acer nhá. Bây giờ thử vào trong này để xem cái khu vực gaming của họ như nào nhá. Đây rồi. Thoải mái đi, đứng đây giới thiệu, đứng đây giới thiệu. Em không biết gì đâu. Không phải giới thiệu, đứng đây, ra đây, đây giới thiệu. Rồi. Em lên sóng được nhưng em chỉ hỗ trợ thôi. Đây hỗ trợ nhá. Ok, thế mình đang có một bạn nhân viên của Acer ngay đây rồi. Thì bạn có thể giới thiệu cho mình về cái khu vực này được không? Đấy. Thì em thuộc ở bên ban tổ chức của sự kiện ngày hôm nay, em ở bên gian Orion. Thì Orion. Orion, Predator Orion 3000 và 7000. Hiện tại thì con cây bé này là 3000. 3000, ok. Đây, hai con này thì là dòng 7000. Ở cái gian hàng này của em thì có thể bật mí về những cái trò chơi cơ bản cho mọi người ở gian này là tìm hiểu về cấu hình máy và tiêu chí mà mỗi phần chơi thì có 4 người và mọi người hãy cố gắng đến tham dự đầy đủ phần chơi của Orion ngày hôm nay. Ok luôn, tuyệt vời luôn. Anh em muốn sắm mấy con của Acer nhá, qua ngày đây chúng ta sẽ có Acer thì họ sẽ có đó chính là màn này là 165 à 180, con này là 34 inch 180 mà chúng mình cũng có ở bên khu chúng mình cũng có này. Còn con này thì là bao nhiêu nhỉ? Con này là 27 inch, chắc là 240 nhỉ, đoán thế. Đoán vậy. Ok. Đoán vậy. Đoán vậy thôi. Rồi đấy, nói chung là Acer thì họ có rất là nhiều đồ, có rất là nhiều trò phải không? Này, nếu mà anh em mua anh em quá quen rồi. Này, chuột Acer này, bàn phím Predator này, tai nghe nữa, các thứ kiểu đầy đủ luôn. Đấy thì anh em hứng thú với những sản phẩm của Acer ấy thì anh em có thể qua các chi nhánh của hai con chúng mình. Đầy đủ hết đúng không? Máy tính bàn thì chưa có đâu, nhưng mà laptop, lắp tủng, màn hình là có hết anh em nhá. Rồi, cứ nhớ qua com. Bây giờ thì hãy chuẩn bị cho chương trình buổi chiều nào. Đây là bạn trẻ vừa mới gọi là chơi Beat Saber. Ok, thế bạn cảm thấy thế nào về VR nhỉ? Bạn đã trải nghiệm bao giờ chưa? Em chưa chơi bao giờ kìa. Em thấy nó rất là hay. Anh có nghe nhạc nó thống rộng lắm. Phê đúng không? Phê. Tay cầm nó rung lắm. Dùng VR với cả giới trẻ đúng không? Em thấy là với em anh ạ. Rồi. Thì, nhưng mà mình hỏi thật là nếu mà bạn vừa trải nghiệm xong thì bạn cảm thấy nó là một cái trải nghiệm mới với bạn không? Rất là mới anh ạ. Em thấy đây là đột phá của tương lai, anh hiểu không? Loài người công nghệ nó tiên tiến lắm. Bây giờ em được trải nghiệm em rất cảm thấy hạnh phúc anh ạ. Được luôn. Đấy, thế bạn thấy là Hacom trưng bày những sản phẩm này thì bạn thấy như thế nào? Ngày mai em ra Hacom mình mua bộ luôn. Ui rồi, thế là top 1 luôn rồi. Ok. Ok, em gọi anh nhá. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Em gọi anh. Được anh ơi. Nãy dừng. Cho mình hỏi nhá, bạn đã từng bao giờ trải nghiệm đua xe thực tế ảo này bao giờ chưa? Mình có chơi vài game như chơi này. Chơi vài game à? Tức là bạn từng chơi những tựa game nào nhỉ? Nó cũng là game này thôi nhưng nó không có cái bộ này. Tức là bạn đã từng đụng vào vô tông giả lập như này rồi đúng không? À chưa. Ủa thế bây giờ cho mình hỏi là bạn vừa dùng vô tông giả lập này bạn thấy thế nào? Thấy nó khá là thật. Cảm nhận sướng đúng không? Mê đúng không? Vâng. Thích luôn chứ. Thế thì khi mà bạn được trải nghiệm này bạn có ý định là sau này sẽ nâng cấp cho mình một bộ không? Cái đấy còn xem có ấy, phải đặt đầu tư, phải đặt một mục tiêu chứ đúng không? Rồi, thế thì bây giờ cho mình hỏi là bạn cảm thấy rằng là ok, cái lý do tại sao mà bạn cảm thấy hứng thú mà chạy ra khu vực của Hacom chúng mình để trải nghiệm nhỉ? Tại vì mình thấy tò mò ấy, sang đây xem thử, trải nghiệm tất cả thứ. Rồi, thế mình rất là cảm ơn bạn đã qua Hacom để trải nghiệm nhá. Và hy vọng rằng bạn sắp tới bạn qua đầu tư ngay cho mình một bộ này, ok nhá? Ok, cảm ơn bạn nhiều. Thế bạn bây giờ cho mình hỏi là bây giờ bạn vừa chơi tựa game VR thì bạn thấy bạn đã từng bao giờ trải nghiệm VR chưa? Thật ra thì trước em có từng trải nghiệm qua rồi nhưng mà được rất ít. Thế bạn cảm thấy cái trải nghiệm gọi là cái khu vực gọi là trải nghiệm của Hacom này nó như nào? Có bạn cảm thấy kiểu bước vào là tại sao bạn cảm thấy hứng thú về khu vực này? Nó mang được khá là sự chuyên nghiệp, thêm được những đồ món đồ công nghệ cao làm em hứng thú đấy. Đối với một người trẻ như em. Rồi, ok. Rồi, thế thì rất là cảm ơn bạn đã qua gọi là khu vực trải nghiệm của Hacom và mong bạn là có thể mua nhiều đồ Hacom, ok ạ. Em rất cảm ơn, cũng mong là được có thể tậu được nhiều đồ của Hacom về. Ok luôn, rồi. Thế bây giờ mời bạn qua bên kia bạn nhận đồ nhá. Ok.